Chưa bao giờ có cuộc thi mang tầm cỡ lớn đến như vậy. Chủ tịch Hiệp hội Spa Hàn Quốc chào đón các ban giám khảo quyền lực đến từ 27 nước. Chào mừng các bạn đến tham gia Đại hội làm đẹp lớn nhất Hàn Quốc vào ngày 12 tháng 5 năm 2018, đại hội với tên gọi Festival Asia. Quy mô tổ chức 3.000 người tham dự, một sân chơi đẳng cấp, quy mô chuyên nghiệp dành cho các chuyên gia hàng đầu đến từ 27 nước trong lĩnh vực thẩm mỹ và làm đẹp châu Á. Quy tụ các chuyên gia tham gia ban giám khảo, các thí sinh tài năng tới Seoul để thể hiện tài năng. Cuộc thi bao gồm các bộ môn tạo mẫu tóc, chăm sóc da, phun theo thẩm mỹ, nối mi, vẽ móng nghệ thuật, chăm sóc da. Đơn vị tổ chức Hiệp hội Làm đẹp Hàn Quốc được chính phủ Hàn Quốc công nhận. Đồng hành cùng Hiệp hội về phía Việt Nam có trường Trung cấp Cộng đồng Hà Nội. Nhà trường chào đón các ban giám khảo danh giá, thí sinh xuất sắc tham gia vào cuộc thi. Hạn đăng ký 12 tháng 4 năm 2018. Dự là các giám khảo sẽ phải cân não rất nhiều để lựa ra những nghệ nhân tài năng xuất sắc đến từ 27 nước. Các bạn nhanh tay đăng ký nhé, đủ số lượng là sẽ chốt danh sách sớm hơn dự định. Cứ mỗi ngày số lượng đang tăng lên rất nhanh, chỉ còn rất ít ngày nữa là diễn ra cuộc thi rồi. Ngày thi sắp đến, hứa hẹn một ngày vinh danh các nghệ nhân ngành làm đẹp, được tổ chức bởi Hiệp hội Làm đẹp Hàn Quốc, diễn ra vào ngày 12 tháng 5 năm 2018 tại Seoul, Hàn Quốc. Thí sinh tự trang bị đồ dùng dụng cụ khi đi thi, ban giám khảo đến từ 27 nước. Thời gian tổ chức cuộc thi một ngày, 12 tháng 5 năm 2018. Thời gian đi từ ngày 10 tháng 5 đến ngày 14 tháng 5 năm 2018. Ban giám khảo và thí sinh tham gia được những gì? Được nhận cúp lưu niệm và chứng nhận quốc tế từ ban tổ chức, được hỗ trợ hình ảnh một bài PR, được chụp hình lưu niệm cùng các chuyên gia quốc tế làm tư liệu quảng cáo PR hình ảnh, được nhận giải thưởng danh giá từ cuộc thi, đặc biệt tham gia tham quan các điểm nổi tiếng của Hàn Quốc, hỗ trợ làm thủ tục nhanh nhất chỗ ăn nghỉ đi lại tại Hàn Quốc. Các bạn vui lòng đăng ký trước ngày 12 tháng 4 năm 2018.